Đây là doanh nghiệp Xuân Trường đầu tư. Đâu? Đấy, doanh nghiệp Xuân Trường đầu tư xây dựng chùa ấy. Đấy, toàn cảnh cái chùa ấy. Chùa thì chỉ thờ Phật. Trông ảnh ảo. Cái này có chụp rộng được không? Ui, zoom được xa đấy. Để zoom được. Chùa chính này.